đây là quyển sách võ luận mà tôi đã biên soạn thời gian qua. Nội dung của quyển sách thể hiện kỹ yếu đặc thù võ thuật của bản môn theo tinh thần của văn hóa dân tộc, trong cái kết cấu của khoa học vận động bản phái nằm trong cái võ đạo Việt Nam. Đây là tác phẩm hoàn thắng y học do lương y Quỳnh Văn Thân, cũng chính là thân phụ của tôi, là dịch giả và hoàn thành tác phẩm này, xuất bản tác phẩm này vào năm 1900.